đây, chào mừng mọi người đến với trà sữa King Yo. King Yo, King Yo, King Yo. Mình thích cái quán trà sữa này nhất vì khi đến mới đến Đài Loan thì mình uống cái loại trà sữa này King Yo, đúng là quảng á, là vương. Và có nhiều loại yên leo, nhiều loại thức uống khác nhau. Và mình thích nhất là ở đây có rất là nhiều dạng trân châu. Các bạn ở đây, đây là ly trà sữa. À, thực ra là cái này là nước chanh mà mình thích uống nhất. Tại vì dạo này là mình đang giảm cân ha, nên uống trà sữa nhiều quá thì là sợ mập, nên bây giờ đang giảm cân nên uống lại nước trái cây này. À, rất là ngon. Khi mà đến đây để mà mua trà sữa hay là mua những loại thức uống thì người ta sẽ hỏi các bạn là thẻn tuột tiên khoai nơ, bao nhiêu lượng đường, bao nhiêu lượng đá, để mà các bạn có thể tùy chọn theo cái cách mà mình thích uống. Mời mọi người đến một trong những sản phẩm King Yo, King Yo, King Yo, King Yo. Cơ trộn cơ dăng vậy. Bye bye.